Sao mọi người lại cái YouTube của mình? Chả là mình đang set up một cái ánh sáng để cho cái góc quay nhìn nó mới mẻ hơn một chút, nhưng mà có vẻ không được ưng ý cho lắm sau một hồi tìm hiểu rất nhiều trên mạng. Nên là nếu bạn nào có tìm hiểu về cái setup ánh sáng thì có thể góp ý cho mình nha. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với cái video ngày hôm nay, đó chính là mình sẽ quay phỏng vấn hai chiếc hoa ở phân khúc giá rẻ, mang cái nốt hương thuốc lá, khi mà tầm hơn 1 triệu đồng các bạn có thể mua được một chai 100 ml, đó chính là CK One Shock và Burberry London. Và để xem là hai mùi hương này thì ai sẽ là người điền tên vào vòng trong ở trong cái danh sách top những chai nước hoa thuốc lá tốt nhất cho nam giới. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Đây là bây giờ mình sẽ phỏng vấn anh Trung, và anh Trung chào các bạn khán giả của em cái. Chào các bạn nhá, mình tên là Trung và mình cũng có một kênh YouTube tên là Trung Giờ Trên Đời nhá, chuyên về tập luyện và đặc biệt là cho các bạn BT muốn cải thiện kiến thức. Đấy, rồi. BT của BT. Đây, và bây giờ mình đã xịt hai cái mùi đấy ra tờ giấy để cho anh Trung thử xem là anh Trung thích mùi nào hơn. Nốt hơi giống nhau nhỉ? Nốt nó xem nhau. Nhưng anh cảm giác con bên bên này nó tươi hơn, nó tươi sáng hơn, sáng hơn. Nhưng mà con kia lại dày hơn à? Nó hơi trầm hay như nào? Thì nó cũng sáng nhưng mà cái độ sáng nó không bằng con này đâu. À, em anh chọn con nào, anh vuốt con nào? Anh thích cái tươi hơn. Nhưng mà thật sự giống nhau lắm luôn ấy. Cảm giác như là một số 8, một số 9 ấy. Giống nhau lắm luôn ấy. Nhưng mà anh thích cái tươi hơn đúng không? Cái tươi của CK Văn Sốc hơn đúng không? À, CK Văn Sốc. Ừ, con tươi hơn là con CK Văn Sốc. Chuẩn. Ừ, ok, cảm ơn anh nhá. Một vé cho CK Văn Sốc. Ok. Nhân vật thứ hai, rất đẹp dài. Đấy, anh đang có hai mùi đây. Thì chú thử xem mà chú thích mùi nào hơn. Đâu nào anh nhờ? Đầu ướt, đầu đen. Bên này có vẻ là nhiều hoa hơn. À, ngon hơn kia. Bên này thuốc lá nó rõ hơn và kiểu manly hơn. À, thì bây giờ thích chủ thích con nào hơn? Để mà theo sở thích của em thì em thích thuốc lá hơn, em thích con này hơn. À, nếu mà vốt thuốc lá thích con này hơn đúng không? Đúng rồi, vốt con này. Con này chắc là biết con gì rồi đúng không? Chưa, em chưa biết. Con này là London. London à? London. Con này là gì anh? Con này là CK One Shock. Đây. Đấy. Đấy. Và một vé cho London ngon hơn này. Rồi, thank you. Ở đây là một bạn nữ rất là xinh đi họp cho ngày hôm nay. Hình như đây là lần đầu em đi họp à? Đúng không? Anh đang có hai cái mùi của nam thuốc lá ở đây. Thì anh muốn em ngửi xem là em sẽ thích mùi nào hơn nhá. Ngửi đầu này hay đầu này? À, cái đầu đen ấy. Cảm giác thế nào? Chắc chắn là có mùi gỗ. Có thể mình cứ theo cảm nhận cảm quan của mình thì mình sẽ thích mùi nào hơn. Em thích mùi này hơn. Em thích mùi này hơn nhỉ? Đây để xem mùi gì. À, con này là con London. Con kia kìa, à, con nó vỏ vải kìa. Đó. Có vẻ con này còn lại là con CK One Shock. Hình như anh thấy em cầm một One Shock rồi đúng không? Có. Nhưng mà lý do vì sao em thích cái con London kia hơn? Em cảm thấy là con London nó có một cái mùi gì đấy nó nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, sang hơn và dễ dùng cho nhiều người hơn. À, thế còn à? Con CK One Shock này thì nó hơi phải cá tính nhiều hơn một chút. Rồi, anh cảm ơn nhá. Rồi. Và một bạn nữ nữa. Đây, anh đang có hai mùi đây. Anh đã xịt ra hai cái đầu đen nhá. Em ngửi xem mà em thích cái mùi nào hơn. À, thích mùi nào hơn? Nó cũng na ná đúng nhau. Em thích cái này hơn nhỉ? Nhưng mà sao thích cái này hơn? Với em cái này nó bị nồng quá. Nồng quá? Em cảm giác thế. À, thế còn cái này thì nó vừa phải à? Hay là như nào? Nó vừa phải thôi, nó không làm em kiểu bị ngợp ấy. Tức là em ngửi cái mùi này một phát là em kiểu bị choáng luôn. À, cái này thì nó dễ chịu hơn so với em. Rồi, cảm ơn. Và đây là chai mà em lựa chọn.
Còn đây là CK, còn cái chai kia là CK One Shot. Đây. Rồi anh cảm ơn nhá. Rồi bây giờ đến một bạn nam ở trong cuộc họp ngày mai. Anh đã xịt ra hai mùi ở giấy. Và anh muốn thử ra, em thử xem mà em thích mùi nào hơn. Anh xịt ra hai cái đầu đen nhá. Đây. Xem mà thích mùi nào hơn. Quấy, khói mờ như nào. Chắc là mình thích cái mùi bên trái hơn. Thích cái mùi bên trái hơn. Để anh xem nào. Mùi bên trái là mùi của London. London. Nhưng mà lý do em sao em thích cái mùi đấy? Đây, mùi bên trái đây. Ở chai này. Tại vì thứ nhất là chai London này nó là chai đầu tiên mình dùng khi mà tham gia vào cái giới mùi hơn. À ok, đó là mùi phát hiện ra luôn. Rất là nhiều. Và mùi này mình rất thích tại vì mùi này nó tầm thuốc lá và mình nó là một trong cái favorite của mình. À. Và cái mùi thuốc lá ở đây nó làm khá là đặc trưng và nó không bị lẫn so với những mùi thông thường. À, mình dùng chai khá là nhiều. Nó phù hợp với phong cách như nào? Chai này thì mình nghĩ là phù hợp các quan điểm của mình thì sẽ phù hợp với cả một người kiểu dạng cũng khá là phong trần, trải và nó cũng có một chút phong màu chứ nó không bị kiểu hoang dã quá anh nhở. Rồi đấy là một phiếu cho London đúng không? Đúng rồi. Đây anh đang có hai mùi, mời hai bạn trai xinh gái đẹp thử xem là hai bạn thích mùi nào hơn. Quay gần vào. Ê chưa lần nào đi đâu. Quay đi, mày đây mà. Barry London. Người cái biết luôn. Em biết mà yêu cũ em dùng chai đấy. Oh. Em biết mà yêu cũ em dùng chai đấy. Oh. Em mới nhanh em. Chọn em nào. Ở đây London cầm tay luôn. Anh nhìn anh ngửi lâu quá. Admin lại không nhận ra được mùi nhai với cả XOE Super thì chịu rồi. Hai mùi này thì em thích mùi này hơn. Mùi nào? Mùi nào? Biết mùi gì không? Không mùi được. Mà thấy Admin một nhóm ấy. Cây. Ngửi quá nhiều mùi. Rồi đúng rồi, lên đần rồi. Kém nhờ. Mùi lên đần nó đồng mùi hơn. Thế mà dày hơn. Em nghe tại vì phần một vài là thứ hôm nay nó rất là hợp với mùi này. Còn cái chai kia nó hơi cái này thấy hơi hoa hơi nhiều. Anh Điên, lý do vì sao thích London? Hôm nay trời mưa lạnh. Thực ra thì thuốc của London thì thuốc lá khá là chỉnh chu và khá là mượt đó. Chỉ có điều là nó không bằng Jack Lab thôi. Nhưng mà ngửi thì cũng cảm giác là dễ dùng, dễ ăn, dễ chơi, dễ trúng. Mua Burberry London đi các bạn. Các bạn có thấy hôm nay những người mình phỏng vấn rất đặc biệt đúng không? Đó chính là những người mà chơi trong hội nước hoa với mình. Lúc đầu thì mình có ý định là đi phỏng vấn ở trên hồ nhưng mà trời nó hơi mưa một chút nên là mình đã tranh thủ ra cuộc họp để vừa quay vừa gặp gỡ mọi người. Và mình cũng không có gì là lạ khi mà Burberry London là chai nước hoa chiến thắng cả. Các bạn thì sao? Các bạn liệu có lựa chọn chai Burberry London là chai nước hoa mà các bạn thích hơn hay không? Thì đừng quên để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.